Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy cưa xích Husqvarna CS75. Chiếc máy được thiết kế chuyên dụng cho gia đình, dùng để cưa các loại thân cây gỗ lớn. Sản phẩm thì được thiết kế theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản, có độ chính xác cao, đem lại hiệu quả công việc tối ưu và thời gian sử dụng lâu dài. Sau đây thì chúng ta hãy cùng coi các phụ kiện bên trong của máy. Sau khi khui thùng máy ra thì ta sẽ có các phụ kiện sau đây. Đây là bình pha xăng của máy. Đây là khóa mở và sách hướng dẫn sử dụng. Lam và ốp lam. Xích. Và thân máy của cưa xích CS75. Chiếc máy cưa xích này thì được cấu tạo từ chất liệu tốt và bền bỉ nên có khả năng làm việc ở trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Tay nắm của máy thì được thiết kế chắc chắn, vừa vặn, chống trơn trượt, vừa không gây mỏi tay khi làm việc lâu, vừa giúp thao tác điều khiển được dễ dàng, linh hoạt và an toàn hơn. Máy có bộ phận nén lửa tự động cùng với bình xăng được thiết kế gọn nên là rất là dễ khởi động. Máy còn có hệ thống chống rung bằng cao su giảm sóc. Lam và xích thì được gia công đặc biệt, đem lại hiệu quả hoạt động mạnh mẽ hơn. Máy có trọng lượng là 5 kg, công suất là 2000W, dung tích xi lanh là 60cc, bộ khởi động có trợ lực và được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Nếu các bạn quan tâm đến chiếc máy cưa xích Husqvarna CS75 này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng online theo số điện thoại bên dưới video. Đến với video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện và test chiếc máy này cho các bạn xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.